vô lộn, lộn, nói cho nghe lộn, ăn vô. Lộn, đố với chị đi. Xuống, nhanh lên. Mày muốn xuống dưới không có mạng. Ăn đi. Ăn vô. Cái con này nó không biết nghe lời. Ăn đi. Nhét vô cho chị. Nhét vô cho chị. Đó. Ăn tắt vô đi. Đó, vừa không? Thấy không? Rồi, bình thường, bình thường hả? Vừa vừa thôi phải chết bây giờ. Đó. Bình thường đói không có mà ăn nha. Ồ, chị ăn luôn hả? Dạ, người đầu tiên trong danh sách là chị đó chị. Có tóc dài quá. Và bây giờ một chồng có tên duyên chiến thuật của chúng ta là lỗ lỗ. Trời đất ơi, má mày bắt đầu biết nữa kìa. Trời ơi. Bước cho bạn liền. Bước vô. Trời thật ơi. Vậy không có được đụng vô. Rồi quý vị ơi, mình nhìn cái khay này mình cũng lờ mờ đoán được là đây là cái món gì đúng không? Mình có thể nói thật lớn cái tên món ăn mọi người đoán giùm em được không ạ? Món gì ạ? Nói lại giùm em được không ạ? Phở ạ? Trời đất ơi, phở mà ai mà đặt cái khay vậy trời? Dạ đúng rồi, không ai ăn phở trong cái mạt hết trơn. Món gì ạ? Bún đậu mắm tôm, xin mời mở ạ, có phải không ạ? 3, 2, 1, mở. Trời ơi, nhìn ngon quá. Rồi, bây giờ người đẹp lộ lộ của chúng ta sẽ phần tăng phần khó lên. Sẽ không ăn như bình thường nữa. Mà bây giờ chúng ta sẽ ăn luôn cả một cái mẹt. Dạ, chúng ta nhai, sẽ ăn nhai luôn. Nhai luôn cái ly nước luôn. Ăn hết tất cả mọi thứ. Ăn hết. Đặc biệt là cái chén mắm tôm này thưa quý vị. Nhìn là trời ơi. Hút cái giọt cuối cùng nha. Rồi, bây giờ nặng tắt vô giùm em đi ạ. Nặng tắt vô giùm em bên kia, nặng tắt vô cho bé đi. Ôi trời, nó tự làm luôn kìa. Nặng tắt vô đánh lên cho nó sủi bọt mép lên. Sủi bọt thôi em, sủi bọt mép. À sủi, sủi bọt lên. Là cấp cứu đó. Rồi. Trời ơi, nhìn ngon không cái gì ơi. Rồi, đồng hồ xếp giùm em mà 3 phút. Xếp giùm em đồng hồ 3 phút mà. Dạ, tắt cái mặt anh đặt này giùm em mà. Dạ. Để cái 3 phút nó chèn vô cái mặt anh đạt giùm em. Rồi, tắt cái mặt anh đạt giùm. Đâu. Drop nhỏ lại thôi, giờ chèn vô cái mặt giùm em nha. Chèn vô, ngay cái miệng á, chèn ngay cái miệng á. Đúng rồi, chèn vô hai con mắt á. Đúng rồi. Như yêu mắt kiến á. Rồi. Sẵn sàng chưa vậy? Mình sẵn sàng chưa nè. Dạ rồi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng nữa, sẵn sàng. 3 2 1, 1. Bắt đầu. Hey hey. Bún đậu mắm tôm. Bún đậu mắm tôm. Rất là thơm. Xà một hơi cái quý vị té xỉu. Thúi quá. Hey. Đấy. Bún đậu mà chấm với lại là mắm tôm. Bún đậu mà chấm với lại là mắm tôm. Hà Nội đẹp nhất có lẽ là về đêm. Cũng chính là lúc ông em thật chặt đi qua cái hàng bún đậu đang được đến. Cái hàng bún đậu rất ngon, rất thơm, rất mùi. Mùi mùi. Vậy lớp lớp cái này rồi thấy sao mà đó là cái gì vậy con ơi, con gái ơi, con ăn phụ chị đi con đứng không nhìn gì ăn phụ đi con. Không ăn đi con, ăn rau kinh giới rồi con. Trời ơi, nó còn lên có biết rau kinh giới là cái gì đâu mà. Ăn dưa leo không con ơi? Húng dũi nha, nè có cái húng dũi nè, ăn ngon nè con. Ăn đi con. Ăn đi. Rồi, không ăn. Tới lớp từ Sài Gòn nha. Mọi người ơi, một chồng tay cổ vũ cho hai chiến tàu của chúng ta đi ạ. Ôi lộ lộ, ăn khá là nhanh nha. Có thể đây là món ăn khoái khẩu của cô ấy. Dạ. Sao mà cười quá vậy trời. Đi vô. Sao mà cười quá, đi vô. Trời ơi, bây giờ bên đây ai cũng phải đúng rồi. Thôi thằng Kiên. Đúng rồi, lộ ăn đi từng. Bên này đã ăn gần hết rồi nha. Ăn bún vô đi chị, đừng có ăn đồ ăn thơm như vậy. Ăn bún đi nó mới mập. Cái đầu tiên, ăn. Woo. Cái này con lấy kết của chị hai. Dạ rồi, chị Lộ, nè, em thấy là chị Lộ sắp ói rồi nha quý vị nha. Nó lấy bỏ cho cô Lộ tim nè con, cô Lộ ăn được hết rồi. Trời đất ơi. Trời ơi. Làm cái chuồng vậy trời. Bên kia hả? Hai con nó chu đầu vô giống như là đi vô bên trong lấy cái điện thoại lên app order liền hai suất tự ăn đi hai má vô. Dạ con một con 40 giây
thời gian đã cạn kiệt. Ủa là gì? Em à. Sao? Bún đậu ngon không? Có ăn đâu. Ăn chả cố, chắc ăn gì nữa. Đi vô. Ăn vô đi. Hey, hey. Ăn vô lộn, lộn, nói cho nghe lộn, ăn vô. Lộn, đối với chị đi. Xuống nhanh lên. Mày muốn xuống dưới không có mạng. Ăn đi. Ăn vô. Cái con này nó không biết nghe lời. Ăn đi. Nhét vô cho chị. Nhét vô cho chị. Hả? Ăn tắt vô đi. Đó, vừa không? Thấy không? Rồi rồi. Bình thường. Bình thường hả? Vừa vừa thôi phải chết bây giờ. Hả? Bình thường đói không có mà ăn nha. Rồi sao? Hết giờ. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, chúng em bây giờ sẽ canh con heo nái, hai con về chuồng liền. Và chúng em sẽ so sánh hai mẹ bên nào nhiều hơn thì bên đó sẽ là người thua cuộc nha quý vị nha. Rồi, bưng nhẹ hai cái mẹ lên chơi đi. Rồi, quý vị khán giả là người công tâm nhất sẽ chấm cho tôi luôn. Xem cái thủ địa ăn. Rồi nè, trên này là còn một vài lát thịt mỏng thôi. Ăn luôn đi Tư. Rồi, cậu hổ ăn luôn. Không nói nhiều nữa, bên phía em bé là người chiến thắng à. Yeah. Một tràng pháo tay thật là lớn luôn quý vị ơi. Hay quá. Chị có muốn nói là như thế nào cảm nhận của mình sau khi ăn xong không? Con thằng Hùng muốn người học tao. Em học nói là bé Tư đâu, mới là bé Ba đâu nha. Mày chết mẹ rồi coi. Đây, ăn thôi một tâm nha. Yeah, dễ luôn. Cho chị lộ một con. Ê nó nghe nè, giật ra lên cái video nữa được không? Cái video này để mày lộ nó đi thôi. Trời ơi. Bà nói một cái nó hừng cái mùi lên luôn á. Rồi rồi chị vô lấy hai viên cung nè, chị nhập đi giùm em đi. Trời ơi. Thôi ghê quá rồi, cái thứ quý vị khán giả, ai đã có vé trên tay rồi, xin vé hướng mắt. À, dạ ai chưa có vé hả? Anh trai chưa có vé. Anh trai, anh trai nó xanh vậy. Anh Thanh Huy ơi, qua đây giùm em nha. Hey. Dạ. Rồi, thì chúng quý vị khán giả có một điều lợi thật là may mắn đó ạ.